Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kim sa tùng thành phẩm nha. Cây này cây khủng nha. Cây này có mã số là 20. Cái tổng hoàn đây nha là 38 nè. Cái hoàn thân này là hoàn thân này là 16 nha, hoàn thân này 16. Cây cao đến ngọn là 65. Đang nằm cái chậu men xanh bát tiên, lọt lòng là 39 nha. Cây này khá là già. Cây này thì nhà vườn thùng lâu rồi nha. Thân nu già. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 4,5 triệu bao vận chuyển nha. 4.500k bao ship cả chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn. Cây rất là già luôn nha. $4,500 bao ship cả chậu. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 20 là một cây kim sa tùng thành phẩm nha. $4,500 bao ship. Rồi nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.